Tối ngày 24 tháng 1, đêm chung kết đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Vietnam 2020 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhan sắc. 6 thí sinh sẽ cùng xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu, bước vào vòng ứng xử để tìm ra ngôi vị cao nhất. 6 cái tên xuất sắc nhất để bước vào đêm chung kết diễn ra vào tối 24 tháng 1 bao gồm Mộng Thường, Trân Đài, Candy Huỳnh Anh, Team Minh Tú, Tương Vi, Lương Mỹ Kỳ, Team Hoàng Thùy, Khánh An, Team Kiều Loan. Ngoài sự góp mặt của top 6 thí sinh thì năm nay, ban tổ chức đã quyết định phá lệ, mang đến những tấm vé may mắn cho 3 thí sinh có bình chọn cao nhất là Vũ Thu Phương, Phạm Đại Dương và Polo Nguyễn vào chung kết để cùng tham gia tranh tài giành vương miện. Đảm nhận vai trò giám khảo là Hương Giang, Võ Hoàng Yến, Anh Lê, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Lâm Khánh Chi, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, nhà thiết kế Arian Tuấn Anh, bà Phạm Kim Dung, biên tập viên Ngọc Trinh, nhà thiết kế Emily Hồng Nhung, v.v. Trong đêm thi, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi như trang phục dạ hội, áo tắm, v.v. để tìm ra top 3 ứng viên vào vòng ứng xử cuối cùng. Kết quả cuối cùng, Phùng Trương Trân Đài đăng quang tại Đại sứ quán Hoàng Mỹ. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi. Nhiều người nhận xét rằng, việc Phùng Trương Trân Đài đăng quang Đại sứ Hoàng Mỹ hoàn toàn không có gì quá bất ngờ. Bởi lẽ trong suốt quá trình thi, người đẹp sinh năm 1992 luôn được đánh giá cao. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao các giải phụ như thí sinh tài năng Phùng Trương Trân Đài, dự án cộng đồng xuất sắc nhất Nguyễn Khánh An, thí sinh được yêu thích nhất Vũ Thu Phương, câu chuyện truyền cảm hứng Mộng Thường. Trân Đài vượt qua 7 thí sinh để giành chiến thắng trong chung kết phát sóng tối 24 tháng 1. Cô trải qua các phần thi diễn bikini, dạ hội, thuyết trình, ứng xử. Người đẹp nói bất ngờ khi được xướng tên. Tôi đã làm được. Tôi được sống thật với bản thân và một lần tỏa sáng trong đời, cô nói. Ngoài ra, cô thắng giải phụ người đẹp tài năng. Trên mạng xã hội, đa phần khán giả hài lòng với chiến thắng của Trân Đài. Trong suốt cuộc thi, cô luôn nằm trong top thí sinh xuất sắc, được dự đoán là ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân. Các giám khảo đánh giá cô có nét đẹp hiện đại, nụ cười tươi, khép khuất tự tin, tiếng Anh lưu loát. Ngay trên sân khấu đăng quang, Trân Đài đã có lời tâm sự khiến nhiều người xúc động. Để đứng đây hôm nay, Trân Đài đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mình biết người chuyển giới không dễ dàng đứng trên sân khấu và nói lên tiếng nói của mình, vì ngoài kia còn có rất nhiều khó khăn. Trân Đài muốn chia sẻ lòng yêu thương của mình bằng cách trích 50% số tiền thưởng dành cho cộng đồng LGBT lớn tuổi, cũng như trẻ em cơ nhỡ. Trước đó, ở phần chia sẻ về con số ấn tượng, Trân Đài lựa chọn con số 2 kèm theo chia sẻ. Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn cầu, làm mất đi sự cân bằng, kết nối của con người trong cuộc sống. Vì vậy, chương trình Miss International Queen Vietnam 2020 đã thắp lên hy vọng, tạo ra sân chơi cho cộng đồng LGBT, kết nối mọi người lại với nhau. Con số 2 cũng thể hiện hai giới tính trong con người tôi. Đồng thời, người đẹp bày tỏ mong muốn quyền dành cho người chuyển giới, cũng như quyền kết hôn đồng tính được hợp pháp tại Việt Nam. Khi vào top 3, Trân Đài nhận được câu hỏi, ngày nay, người chuyển giới không chỉ bị kỳ thị bởi người dị tính, mà cả trong cộng đồng LGBT. Điều này xuất phát từ đâu và làm thế nào để hạn chế? Cô tự tin cho rằng, người chuyển giới hay đồng tính đều là những người bình thường trong xã hội. Họ đều đóng góp rất tích cực nên mọi người hãy công nhận điều đó. Mình hãy tin vào những gì mình làm, biết mình là ai. Hôm nay em đứng đây, em muốn đem hình ảnh, tiếng nói của mình để góp phần giúp cộng đồng lớn mạnh, giảm dần sự kỳ thị để cộng đồng được sống, làm việc và hạnh phúc như tất cả mọi người. Tân Đại sứ quán Hoàng Mỹ sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng vô cùng ấn tượng là 90-62-91. Người đẹp sinh năm 1992 tạo ấn tượng cho khán giả nhờ nhan sắc quyến rũ chuẩn lai Tây cùng vóc dáng chuẩn và gợi cảm. Bên cạnh đó, Phùng Trương Trân Đài còn gây chú ý nhờ được đánh giá là có nhiều nét giống với Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, Jimmy Lesnil Peter. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm, tân đại sứ Hoàng Mỹ còn được chú ý nhờ thành tích học tập đáng nể với bằng chuyên ngành Esthetician thuộc trường Asian American Beauty College. Vừa có nhan sắc, vừa có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng là một lợi thế của Phùng Trương Trân Đài. Trước đó, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước đoạn clip lộ kết quả đại sứ Hoàng Mỹ 2020 và Phùng Trương Trân Đài được xướng tên ở vị trí cao nhất. Ngay lập tức, mọi thông tin về Phùng Trương Trân Đài được netizen đổ đồn mọi sự quan tâm. Được biết, Phùng Trương Trân Đài sinh năm 1992 là con gái út trong gia đình có 6 chị em tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Trân Đài đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Asian American Beauty College ở Mỹ, chuyên ngành chăm sóc da. Phùng Trương Trân Đài từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Ngay từ khi mới tham gia Đại sứ Hoàng Mỹ, Trân Đài đã được nhận xét có gương mặt, đường nét giống Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, Jimmy Lesnil Peter. Phong cách của tôi là phóng khoáng, da nâu, nên giống với nhiều người. Tôi vui khi được mọi người nhận xét giống với một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp.
tôi thấy mình phải học hỏi nhiều hơn từ kỹ năng, kiến thức để sống tốt hơn và có những thành tựu cho riêng mình, Trần Đài chia sẻ.